Để cho em quản trị thời gian được thì em phải có một mục tiêu rất rõ trong cuộc đời và xây dựng lộ trình để đạt được nó. Thì như vậy em mới thấy là quý từng thời khắc, bởi vì nếu mà em đi chậm là em không tới đích. Thầy cho em hỏi, làm sao để quản trị cuộc đời, quản trị cuộc sống của mình để khỏi mông lung, làm lãng phí thời gian mỗi ngày ạ? Rồi cảm ơn Cù Huy Vương. Thực ra thế này, nếu như mà em hình dung thế này, nếu như một ngày mà em đặt mục tiêu mà em làm 5 bài tập và em hứng thú với 5 bài tập và em bắt buộc phải làm 5 bài tập, thì có nghĩa là cả ngày hôm đấy em sẽ dành triệt để thời gian để ngồi làm bài tập. Nhưng nếu mà em không đặt mục tiêu ra em phải làm 5 bài tập, hoặc là đặt mục tiêu ra mà em không hứng thú với việc phải giải bài tập về nhà, thì rõ ràng là em cảm thấy thời gian rất dư thừa. Cho nên thường người giỏi là người luôn luôn thấy thiếu thời gian, và người giỏi và người giàu họ luôn luôn thấy thiếu thời gian, còn người nghèo và người kém thì luôn luôn thấy thừa thời gian. Vậy thì đầu tiên là để cho em quản trị thời gian được thì em phải có một mục tiêu rất rõ trong cuộc đời và xây dựng lộ trình để đạt được nó. Thì như vậy em mới thấy là quý từng thời khắc, bởi vì nếu mà em đi chậm là em không tới đích. Thầy lấy ví dụ thế này thôi. Nếu mà em sống ở Hà Nội mà bây giờ thầy đặt mục tiêu cho em là em đi bộ cho thầy 15 ngày mà vào tới Sài Gòn thì thầy tặng cho em 10 tỷ chẳng hạn. Và khi em nghe tới 10 tỷ thì thực sự là hấp dẫn đối với em. Thì dẫn tới là gì ạ? Ngay lập tức em sẽ chia 15 ngày đấy ra, làm sao để em vào tới thành phố Hồ Chí Minh, và em chia chặng ra. Ví dụ như là vào tới thành phố Hồ Chí Minh mà trong 15 ngày thì mỗi ngày em phải đi được 100 cây. Phải đi 100 cây. Và mỗi tiếng thì em chỉ đi được 10 cây thôi, vậy bắt buộc một ngày em phải đi 10 tiếng thì em mới tới Sài Gòn được. Vậy thì có phải là muốn có được 10 tỷ và em hào hứng với 10 tỷ đấy, thì gần như trên cái chặng đường 15 ngày đấy em sẽ tiếc từng giờ một, tiếc từng giờ để cố gắng về đích được. Vậy thì sự khác biệt lớn nhất của người có động lực và yêu quý thời gian được sống chính là họ đặt mục tiêu đến hết cuộc đời họ, họ phải làm được cái gì, tức là đến năm 60 tuổi họ phải làm được cái gì, và họ chia chặng ra. Vậy thì đến 5 năm tuổi tôi phải làm được cái gì, đến 50 tuổi tôi phải làm được cái gì, 45 tuổi tôi phải làm được cái gì, 40 tuổi, 35, 30, 25, về 20. Thì như vậy từng chặng một bạn phải muốn đạt được nó. Bạn có khát vọng đạt được nó thì bạn sẽ quý từng giây từng phút được làm việc, được học tập và được sống. Còn nếu như bạn chẳng có mục tiêu gì trong cuộc đời thì vội để làm gì? Cho nên bạn sẽ rong chơi trong cuộc đời. Và chính vì vậy bạn không quý giá từng giây phút bạn được sống. Bạn không quý giá từng giá trị mà người khác giúp bạn để bạn đi nhanh hơn. Vì vậy đối với bạn trở nên vô tâm và chả có ý nghĩa gì. Người mang lại những bài học cho bạn, bạn cũng không thèm học vì chả để làm gì. Người có khi là cho tiền bạn để bạn khởi nghiệp để đi nhanh hơn tới đích, bạn cũng chả cần. Mà thời gian của bạn được sống để tranh thủ hoàn thành cái sứ mệnh mình đặt ra thì bạn cũng chẳng cần, vì bạn có sứ mệnh đâu. Thế thì suốt cả cuộc đời bạn giống như, nói xin lỗi, một con vật được sống rong chơi và chờ đến ngày chết. Có vậy thôi. Và nên nhớ rằng điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban cho loài người đó là loài người có tư duy, có cái thói quen học tập để nâng cấp tư duy, và có khả năng lao động sáng tạo để nâng cấp tư duy.
và có khả năng nhìn vào bản thân mình để sửa cái tâm trong bản thân mình. Thì sự khác biệt lớn nhất mà Thượng Đế cho con người là cái đó. Cho nên một đời được sống thì chúng ta phải tận dụng tối đa cái thời gian sống của phần con để chuyển hóa sang phần người. Vậy thì thầy muốn chia sẻ với Quỳ Cù Huy Vương là bây giờ một, em hãy xây dựng ý nghĩa cuộc đời cho em đến năm 60 tuổi em phải làm được cái gì, và chia chặng ra trong từng 5 năm em phải làm được cái gì. Rồi trong từng chặng 5 năm thì mỗi 1 năm em phải làm được cái gì, và em quyết tâm vượt qua chính mình để đạt được nó. Và điều này em không cần phải cam kết với ai, mà chỉ cần cam kết với chính mình. Thì tin thầy đi, nếu mục tiêu của em đủ lớn thì em sẽ thấy 60 năm cuộc đời của em là quá ngắn để làm, thì em sẽ yêu quý từng thời khắc. Đấy, rồi cảm ơn Quỳ Cù Huy Vương và chúc em sẽ xây dựng được bản đồ cuộc đời cho thật chắc chắn, để rồi mình có cảm xúc và yêu quý từng thời gian, từng nguồn lực mà người khác đã mang lại giá trị cho mình. Cảm ơn em. Rồi. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.